hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp tục về cái chủ đề liên quan đến sự khôn ngoan. Hôm nay tôi sẽ nói về cái sự khôn ngoan của loài kiến. Chúng ta cùng nhau xem Châm Ngôn đoạn 30 nhé, 30 câu 24 đến câu 25. Châm Ngôn đoạn 30 từ câu 24 đến câu 25. Ở đây lời Chúa nói với chúng ta như thế này: có bốn loài vật nhỏ trên đất nhưng rất mực khôn ngoan. Con kiến dù là loài yếu ớt nhưng biết lo dự trữ thức ăn trong mùa hạ. Rồi sau đó chúng ta biết là nói đến những con vật khác đúng không? Thì lời Chúa nói với chúng ta là bốn loài vật này là loài vật nhỏ trên đất nha. Rồi sau đó có nói đến là gì? Đó là loài yếu ớt. Chỗ khác thì nói là loài không có sức lực. Còn tiếp theo là không có sức lực rồi vân vân này nọ. Nên có thể nói là những loài vật này rất mong manh, khó có thể sống hay tồn tại được trên đất. Nhưng mà nhờ sự khôn ngoan ấy mà chúng vẫn tồn tại, thậm chí vẫn sống tốt ở đằng khác. Nên trong cái thế giới mà chúng ta đang sống á, mà thế giới người ta nói á, là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, có đúng anh chị em? Cá lớn nuốt cá bé. Rồi trong cái thế giới mà rất nhiều những khó khăn thách thức ngày hôm nay, nhưng chúng ta cũng nhìn thấy thực tế là có những con người, có những công việc, có những tổ chức, thậm chí có những quốc gia, mặc dù họ tuy nhỏ đấy, nhưng họ có sự khôn ngoan. Họ vẫn có thể vượt qua những gian khó thách thức và họ tồn tại phát triển đến ngày hôm nay. Nên vì vậy lần trước tôi mới nói đấy, lời Chúa có nói với chúng ta là sự khôn ngoan hơn sức mạnh. Bởi vì sao? Bởi trong thế giới này có những kẻ gọi là rất mạnh nhưng cũng có thể gục ngã, cũng có thể chết. Bởi ngay đời người ta còn nói là núi cao còn có núi cao hơn nữa, mình mạnh còn có thằng khác nó mạnh hơn mình. Nên có người nói như thế này: tại sao khủng long là một cái loài mà mạnh như vậy lại bị tuyệt chủng? Một trong những nguyên nhân đấy đó là gì? Đó là chúng không thích nghi với môi trường thay đổi, chúng thiếu sự linh hoạt. Nên vì vậy kẻ mạnh cũng có thể chết nhưng kẻ khôn sẽ sống. Hay nói người bên cạnh là kẻ mạnh có thể chết đấy nha, nhưng kẻ khôn sẽ sống. Nếu chúng ta nhìn trong lịch sử, rất nhiều đế chế đã từng rất hùng mạnh, có phải không anh chị em? Nhưng ngày nay đâu còn. Ngày nay chỉ còn lịch sử nói đến thôi. Rồi chúng ta biết nhiều tập đoàn kinh tế cũng cực kỳ lớn nhưng cũng phá sản. Chúng ta nhìn thấy ngay trước mắt là mắt chúng ta thấy có những tập đoàn nó đang tan vỡ đó. Tại sao như vậy? Cũng bởi vì họ thiếu sự khôn ngoan. Họ có thể chậm, không linh hoạt, không chịu thay đổi. Nên giống như cô đắc chẳng hạn, đã từng một thời chúng ta thấy máy ảnh toàn cô đắc thôi đó. Nhưng rõ ràng khi mà máy ảnh kỹ thuật số đến, họ cũng có phát minh đó đấy. Nhưng họ không nắm lấy cái điều đó. Và cuối cùng là bây giờ một kẻ khổng lồ giống như là gần như bị gục ngã. Anh chị em biết cách đây nhiều năm đúng không? Điện thoại chỉ kia Nokia thôi đúng không? Nhưng ngày nay Nokia là ai? Đúng không? Bởi vì cũng là gì? Cũng là bởi vì cái điện thoại thông minh họ làm ra điện thoại thông minh đầu tiên nhé. Nhưng họ đã không mà sản xuất cái điều đó, không chạy theo cái hướng đó. Và cuối cùng một kẻ khổng lồ cũng đi xuống. Nên chính vì vậy, chúng ta cần phải suy nghĩ đến điều này, nó liên quan đến cả cái công việc của chúng ta, thậm chí cả hội thánh đấy nha, cả đất nước nữa. Bởi có người nói như thế này, người ta nói giống như có một cái chu kỳ, một cái vòng đời của hội thánh. Mới thành lập bắt đầu vượt qua khó khăn, bắt đầu lên đỉnh, sau đó tụt xuống và thoái trào. Mà thực tế ngay tại Việt Nam này tôi nhìn thấy nhiều hội thánh thoái trào thực sự. Nên chính vì vậy là thực sự bản thân tôi cũng làm nhiều lần phải suy tư cầu nguyện cho điều này. Bởi chúng ta không muốn, nên nhiều lúc tôi nói là chúng ta không muốn giống như sao chổi lóe lên rồi vụt tắt. Nhưng chúng ta muốn giống như ngôi sao Bắc Cực nó cứ mãi đó. Làm sao cái sự phát triển nó lâu dài. Anh chị em ạ, khi mà chúng tôi sang Hàn Quốc đúng không, hội thánh Yodo đó, thực sự ngày nay không phải là đỉnh của họ đâu. Họ đang xuống dốc nhiều lắm. Bởi đỉnh của họ là năm 1993 kìa. Năm 1993 lúc đó họ được ghi nhận là 700.000 thành viên. Là một hội thánh số lượng người đông nhất thế giới. Và như tôi được biết, thậm chí một ngày của họ, chủ nhật của họ, ít nhất là 7 ca nhóm. Nhưng ngày nay sau mấy chục năm rồi đúng không?
cũng tính là 30 năm vẫn khoảng 700.000 thành viên. Mà hôm chúng tôi sang ấy là thực sự là chỉ có trong một ngày chủ nhật chắc chỉ vài ca nhóm thôi, chắc cùng lắm 3 đến 4 ca nhóm thôi. Nên rõ ràng bây giờ là họ đang cái giai đoạn dường như là cái đi xuống rất nhiều. Mặc dù đối với chúng ta là cũng cực mạnh ở đó, nhưng thực sự so với cái đỉnh của họ. Chứ trước kia cứ mỗi năm gần như có những năm cứ tăng gấp đôi số tín đồ, cứ đà đà như vậy đó. Nhưng rõ ràng bây giờ là không tăng. Và nhiều hội thánh khác, họ nhà thờ còn to hơn nhà thờ đó. Tôi biết nhiều nhà thờ khác to hơn nhà thờ đó, đẹp hơn, hiện đại hơn rất nhiều. Nên vì vậy, chúng ta cần phải suy nghĩ đến ngay cả cái dòng chảy của chúng ta hội thánh mà nơi chúng ta thuộc về. Xin Chúa cho còn lại cho đến ngày Chúa đến. Đấy, chúng tôi đi khắp các vùng đất nước, có những hội thánh đã từng phấn hưng tràn qua, rất đông người tin Chúa, cả bản làng tin Chúa. Ngày nay bỏ đạo đa số, gọi là hết, mà khôi phục những người đó còn khó. Mà thực sự trách nhiệm phải khôi phục những người đó. Bởi Kinh Thánh nói là làm cho mọi anh em bội đạo quay trở lại, đó là việc lớn đó. Chứ không chỉ là chinh phục người hư mất, mà thực sự những con cái Chúa, những con chiên lạc, chúng ta cần phải tìm kiếm để khôi phục họ trở lại. Nên cái nguyên nhân gì mà khiến cho người ta có thể thoái trào như vậy? Chúng ta nói chung chung là sự khôn ngoan. Nhưng có một ông mà, ông chủ tịch hội đồng quản trị của một cái tập đoàn bên Nhật Bản, mà tập đoàn hình như là tồn tại lâu dài nhất, nhưng mà bây giờ cũng sụp rồi. Bởi tập đoàn đó xây chùa tồn tại hơn 1.000 năm. Và ông cuối cùng đó, ông nói như thế này, ông chủ tịch cuối cùng cũng nói trước khi phá sản. Ông nói là đừng uống rượu quá nhiều, sẽ làm cho đời tổn thọ. Anh em họ nói rất ẩn ý nha. Đôi khi con người say sưa quá nhiều sẽ khiến cho người ta gục ngã. Đôi khi trên đỉnh thành công á, nhìn mình quá lớn. Nhiều khi mình say sưa, mình nghĩ là thôi chả ai bằng mình. Mấy thằng tép riu kia nó có mấy ý tưởng đấy là cái gì đúng không? Nhưng cuối cùng là David nó đánh gục kẻ khổng lồ Goliath đấy. Khủng long có thể chết nha. Nên xin Chúa cho chúng ta luôn luôn học cái sự khiêm nhường nhé. Bởi sự kiêu ngạo sẽ đi trước sự bại hoại đó. Khi con người thấy mình mạnh quá, hội thánh thấy mình mạnh quá, mục vụ mình mạnh quá, chức vụ mình mạnh quá, mình không còn chịu học hỏi nữa, không chịu thay đổi, anh em, điều đó sẽ khiến chúng ta gục ngã. Nên thực ra có một bí quyết này nói rất khó hiểu, nhưng mà tôi tin cái bí quyết này. Hãy biến nhỏ thành lớn và lớn thành nhỏ. Anh em bảo giải thích, tôi không giải thích, để lúc khác. Hãy làm cho mình luôn luôn nhỏ. Nên hội thánh thực sự là như thế, tôi tin hội thánh phải luôn luôn nhân mình ra, để mình luôn luôn thấy có động lực để phát triển, động lực để tăng trưởng, động lực để học hỏi. Một cái chức vụ quá lớn cũng hay học nhân ra nhé. Tôi rất tin cái mô hình nhân ra trong Kinh Thánh. Bởi Chúa tạo dựng con người đầu tiên, Chúa nói hãy đầy dẫy khắp đất, hãy sinh sản nhân lên đầy dẫy khắp đất luôn. Hội thánh phải nhân ra hội thánh. Chứ tôi không muốn xây dựng một hội thánh quá đông. Hội thánh phải nhân ra để luôn luôn mình có động lực, mình phải phát triển tiếp. Một chức vụ như vậy phải nhân ra giống như Chúa Giêsu, phải nhân ra các môn đồ của Ngài. Ok, thôi cái chuyện đó chúng ta sẽ nói gì khác. Bây giờ chúng ta quay lại cái sự khôn ngoan của loài kiến. Còn những con vật khác có dịp chúng ta sẽ nói xong. Thì sự khôn ngoan của loài kiến là gì? Đó là chúng là loài yếu ớt đâu, nhưng biết dự trữ thức ăn trong mùa hạ hay là mùa gặt. Nhờ đó mà khi mùa đông đến ấy, chúng không chết đói mà sống qua mùa đông. Một câu kinh thánh tương tự trong sách Châm Ngôn đoạn 6 từ câu 6 đến câu 8 nhé. Châm Ngôn đoạn 6 câu 6 đến câu 8 này. Hỡi kẻ lười biếng, hãy đến với loài kiến, xem xét cách nó sống để học khôn. Dù không có thủ lĩnh, quan chức hay người cai trị, nó vẫn biết dự trữ lương thực cho mình vào mùa hè và thu gom thực phẩm trong mùa gặt. Nên sự khôn ngoan của loài kiến là như vậy đấy. Mùa hè, mùa hạ, biết thu gom mùa gặt. Trong khi người khác thì ăn chơi xả láng đâu. Nghĩ là mãi mãi nó sẽ như thế này. Nhưng không, con kiến nó biết sẽ có mùa đông. Nên vì vậy nó phải biết dự trữ để tính trước tương lai. Nên hỡi quý vị anh chị em, ai cũng có mùa đông của mình hết. Đời sống con người ai cũng có mùa đông. Hội thánh nào cũng có mùa đông hết. Mùa đông là mùa mà chúng ta chả gặt hái được cái gì cả.
Và nếu không có dự trữ trong mùa đông á, trong giai đoạn đó chúng ta khó sống được lắm. Mà lúc đó sẽ phải vay nợ, sẽ phải làm tôi cho chủ nợ nhé, và thậm chí phá sản nữa. Và thực tế là qua đợt Covid vừa rồi đấy, anh em rất nhiều người phá sản, nhiều công ty phá sản lắm, nhiều người thậm chí cả con cái Chúa sống trong nợ nần cùng cực. Anh em có những hội thánh cũng gần như phá sản luôn, bởi chả có tiền sống. Mục sư phải cứu trợ luôn. Nên một cái nguyên nhân mà tại sao như vậy, bởi vì người ta không học được sự khôn ngoan của loài kiến. Nên trong châm ngôn đấy có nói ấy, là hỡi kẻ lười biếng đó, hay đến loài kiến học khôn. Có nghĩa là Kinh Thánh gọi là gọi kẻ lười cũng là kẻ dại nhé. Kẻ lười biếng cũng là kẻ dại dột. Kẻ lười biếng là kẻ dại dột vì không lường trước được sẽ có mùa đông. Như tôi đã nói đấy, luôn luôn nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Anh chị em ơi, chúng ta không trẻ mái như thế này đâu. Các cô gái không xinh mái như thế này đâu. Phải đúng anh chị em? Thực tế là như vậy, chúng ta phải xác định như vậy chứ. Và có thể bây giờ bạn làm ăn rất phát đạt, nhưng không phải lúc nào sẽ dễ dàng làm ăn được như vậy đâu. Nếu bạn nghĩ là gì, đời của bạn sẽ toàn màu hồng, bạn là người mơ mộng háo huyền, và như người đời người ta nói đó là ngây thơ, hay là nói chính xác là dại dột. Nên kẻ lười ấy, là kẻ dại, nên không lường được điều đó. Vì vậy mùa hè hay là mùa mà gặt ấy, lúc dư dật thì xả láng, phung phí, ăn chơi nhảy múa, cũng chả quan tâm đến chuyện dự trữ hay là thu gom, bởi vì cái đó mất thời gian lắm. Anh chị em ạ, anh em giống như dự trữ dầu đúng không? Mấy nước mà Ả Rập dầu nó cứ phun từ sa mạc lên hút lên cái. Đằng này dự trữ dầu lại phải mua, mang về, lại đào một cái hầm sâu như vậy để mà trữ dầu trong đó, lại còn bảo quản nữa chứ, bảo vệ nó. Nên thực ra rất là mất công sức. Nên rõ ràng bây giờ mùa gặt đó, nó cứ đầy cánh đồng như vậy. Bây giờ thâu trữ lại, dự trữ lại, chúng ta phải xây kho, chúng ta phải lắp điều hòa nhiệt độ trong nó hoặc cái gì đó để bảo quản nó, để nó khỏi hỏng. Chúng ta phải canh phòng nó. Nên rõ ràng là chuyện dự trữ là nó tốn kém thời gian, nó mất sức lực. Nên vì vậy là kẻ lười không muốn làm điều đó. Thôi bây giờ cứ tới hết thì giao đồng và vặt mà ăn đúng không? Chứ đâu việc gì phải lo cái chuyện như vậy. Anh chị em, khi tôi nói về điều này ấy, có thể ai đó, chắc là không có ai đây đâu, nhưng sẽ trích dẫn câu Kinh Thánh này, nảy luôn số câu Kinh Thánh trong đầu. Chúa Giê-xu nói là chớ lo về ngày mai. Rồi trích dẫn câu Kinh Thánh tiếp theo. Chúa nói là chim trời không gieo, không gặt, không thâu trữ vào kho tàng, mà Chúa còn nuôi nó. Huống chi là chúng ta. Còn chính xác không anh chị? Rồi nảy số nữa. Ôi là trước mục sư vừa giảng, người khôn hay kẻ dại, người giàu rõ ràng định mở một kho mới tích chứ, cuối cùng Chúa nói là kẻ dại, đêm nay linh hồn ngươi bị mất. Nên rõ ràng là gì, là thâu trữ là không nên. Thâu trữ có vẻ không trông cậy vào Đức Chúa Trời lắm. Nhưng tôi xin nói với anh em này, tôi muốn giải thích. Thứ nhất là Chúa nói là chớ lo lắng về ngày mai đó, có nghĩa là chớ lo lắng về ngày mai, không hàm ý là không lập kế hoạch hay chuẩn bị cho tương lai. Bởi Đức Chúa Trời chúng ta là, có thể nói là gì, là Đức Chúa Trời của chương trình, của kế hoạch. Đức Chúa Trời không bao giờ hành động theo cảm hứng. Đôi khi người ta tưởng tượng là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh giống như gió vậy, thích thổi đâu thì thổi, rất cảm hứng. Hoàn toàn không phải nhé anh chị em ạ. À, nói theo ngôn ngữ trẻ con á, hôm nay Chúa bảo tôi muốn ngủ cố cái thôi, mặt trời chả cần mọc lên. Anh chị em ạ, chỉ cần như vậy là đời chúng ta tiêu hết rồi, có đúng anh chị em? Thế giới này tiêu hết. Tất cả mọi chuyện đều rất hài hòa trong cái sự tổ chức chặt nhất, trong tổ chức đẹp nhất. Nên chuẩn bị tới tương lai ấy, khác với sự lo lắng về tương lai. Tôi xin nói, một con người lo lắng về tương lai không chuẩn bị gì cho tương lai đâu. Bởi cái sự lo lắng ấy, nó làm bào mòn người ta, làm tê liệt người ta, chả làm được cái gì cả, chỉ hoảng hốt thôi. Nhưng một người không lo lắng ấy, họ sẽ chuẩn bị được cho tương lai. Nên chuẩn bị tới tương lai, đó là làm điều gì đó để nghênh đón tương lai nhé.
nên đừng nói là gì, chú nói đừng lo lắng ngày mai, tôi cứ mặc kệ nó. Rồi tiếp theo, có những người nói đây là chim như vậy đúng không? Thì đúng là chú nói là chim không gieo, không gặt, không thông chứng vào kho tàng. Và lý luận là gì? Tại sao chúng ta phải lo về ngày mai? Nhưng tôi xin nói, nếu bạn thông giải kinh thánh như vậy là không ổn. Nếu bạn như vậy tôi chẳng cần thâu chứ gì cả. Bởi như chim mà. Thì tôi xin nói nếu như vậy thì bạn cũng phải áp dụng cái phần trước là cũng không gieo, cũng không gặt. Có đúng anh chị em? Nếu bạn mà không thâu chứ thì bạn cũng phải không gieo, đừng có làm ăn gì cả. Và rõ ràng kinh thánh nói là kẻ nào không muốn làm thì đừng có ăn. Có phải không anh chị em? Nếu mà áp dụng cái phần sau thì phải áp dụng cả phần trước là đừng có gieo, cũng đừng có gặt. Gặt làm gì? Nên vì vậy, giải thích câu kinh thánh này đúng như thế này, bởi vì cái đoạn kinh thánh này chú dạy về đức tin. Chú dạy để chúng ta bỏ đi cái sự lo lắng nha. Chứ không phải là chú dạy chúng ta trở thành kẻ lười, không làm ăn gì cả, không biết tính toán gì cho tương lai. Nên phải giải thích đúng như thế này. Loài chim nó không biết gieo. Đúng là chim nó không biết gieo thật. Nó bảo rất tiếc. Nó nói với con người chúng ta tiếc quá, chúng tôi không được năng lực như các anh. Chúng tôi không biết gieo. Chúng tôi cũng không biết gặt. Chúng tôi không biết thâu chứng kho tàng. Nhưng đúng là Đức Chúa Trời nhân từ, mặc dù chúng tôi không biết điều đó mà Chúa vẫn nuôi chúng tôi. Con người chúng ta quý trọng hơn loài chim. Có bản dịch khác nói là tốt hơn loài chim nữa. Là chúng ta biết gieo, biết gặt, biết thâu chứng kho tàng. Chẳng nhẽ Chúa không nuôi chúng ta hay sao? Amen anh chị em. Đấy, phải giải thích kinh thánh như vậy nó mới là đúng. Rồi sau đó cái chuyện người giàu á, tích chứ mà bị gọi là kẻ dại á, bởi Chúa Giêsu khẳng định đó là gì? Đó là người đó tích chứ cho mình. Giàu cho mình, thực ra cái từ giàu ở đó có ý là gì? Là tích cóp cho mình nhé. Mà không tích chứ cho Đức Chúa Trời là kẻ dại. Người này tích chứ cho mình là vì sao? Vì người này nghĩ là gì? Là tài sản đó, cái tích cóp đó sẽ bảo đảm cho cuộc sống lâu đúng không? Nên người đó nói là gì? Ta sẽ sống lâu, sẽ nghỉ ngơi, sẽ vui sướng đúng không? Nên người này nghĩ là gì? Cái tiền bạc tích trữ đó sẽ làm cho anh ta sống lâu, làm cho anh ta được nghỉ ngơi và cho anh ta được sống vui vẻ, vui sướng. Nhưng thực tế không phải như vậy. Bởi vì để sống lâu, để được sống một cách bình an, nhẹ nhàng, để được mà vui hưởng, cái đó là phụ thuộc vào Đức Chúa Trời chứ không phải là phụ thuộc vào của cải nhiều nhé. Nên chính vì vậy mà chú nói mấy người dại nghe là gì? Đêm nay linh hồn ngươi mất đấy nha. Xem tiền có làm gia hạn đời sống của ngươi được không? Xem ngươi có vui hưởng được không? Mà thực tế chúng ta biết rất nhiều người siêu giàu mà sống cực kỳ vất vả. Như tôi lần trước có lần tôi nói đấy, có những vợ chồng không gặp nhau được ăn, gặp nhau ngoài sân bay ăn một bữa cơm với nhau thôi. Nên thực ra đừng có nghĩ là nhiều tiền là hẳn sướng đâu nhé. Đôi khi có những người ít tiền còn cà phê cà pháo ung dung, có những người khác đâu có được như vậy đâu. Nên tôi bảo nói đùa đùa là người Việt Nam mình hạnh phúc nhất thế giới, thất nghiệp vẫn tràn ra ngoài đường uống bia rồi cà phê cà pháo. Nói chẳng đất kể đó. Còn dân Tây chúng tôi chỉ sang Hàn Quốc rồi làm mửa mặt ra chứ không phải là chuyện bình thường. Mất việc 7 giờ sáng vẫn phải ra ngoài ngồi công viên đó, hết giờ đến lúc người ta về lại quay về nhà coi như đi làm. Rồi người Nhật còn làm kinh khủng nữa, người Sinh cũng làm khủng khiếp. Người phương Tây làm khủng khiếp lắm. Nên mình ngấm lại, người Việt Nam mình vẫn hạnh phúc nhất thế giới. Rồi người giàu chưa chắc đã ăn được vui vẻ đâu nhé. Như kinh thánh nói đấy, là những người không trông cậy với Chúa đâu, thức khuya dậy sớm, ăn bánh lao khổ, Chúa ban cho những kẻ yêu mến Ngài giấc ngủ ngon lành. Nên ăn cũng lo lắng, ăn cũng áp lực. Nên vì vậy chúng ta phải nhớ ra sống lâu nhé, cuộc sống mà đúng là gánh nhẹ nhàng nhé, và được vui sướng nhé, cái đó là phụ thuộc vào Đức Chúa Trời nhé. Nên vì vậy Phaolô nói với Timôthê là nói với những kẻ giàu đừng có trông cậy vào của cải, mà hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời mỗi ngày ban vật thực cho chúng ta vui hưởng, đúng không? Được vui hưởng cái điều đó. Nên vì vậy kẻ dại kia là vì thâu góp của cho mình, bởi nghĩ cái đó là thần của mình, bảo đảm tương lai của mình. Nhưng nếu người giàu đó mà biết thâu góp cho Đức Chúa Trời cũng là dự trữ tiền bạc đấy. Nhưng mà xác định tôi dự trữ này bởi vì lời Chúa dạy tôi như vậy, sự khôn ngoan của Kinh Thánh dạy như vậy.
Và tôi xác định của cải này là của Chúa, tôi chỉ là quản gia thôi. Và Chúa có thể dùng của cải này theo cách Ngài muốn. Và chắc chắn tôi khẳng định là Chúa không bao giờ để cho bạn chết đói để mang của cải đó cho người khác đâu nhé. Chúa sẽ nuôi bạn, Chúa quan tâm đến bạn. Đức Chúa Trời công bằng lắm, chứ bạn cũng bỏ công sức chắc chắn là Chúa sẽ cho bạn hưởng nhiều. Nhưng còn những thằng khác chả là chưa làm gì có chuyện mà mang hết của cải của bạn cho thằng khác. Tôi nói với nôm na ngôn ngữ hơi ấy một chút. Nên vì vậy hãy tin cậy Đức Chúa Trời nha. Chúa tốt với bạn hơn là bạn nghĩ tốt cho bạn. Chúa tốt với bạn hơn là cha mẹ đối tốt với con cái của mình. Nên rất nhiều người không dám tin cậy Đức Chúa Trời. Bảo bây giờ con dâng hết cho Chúa, bây giờ tự nhiên là Chúa làm cho con nghèo rất mùng tơi, cho con chết đói thì sao? Anh chị em ạ, bạn chưa hiểu Đức Chúa Trời là đấng như thế nào đâu. Tình yêu của Ngài vượt quá sự hiểu biết của con người. Nên hãy tin cậy Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Amen. Chúa không bao giờ xui dại bạn làm điều gì đó đâu. Đôi khi những gì mà Chúa kêu gọi bạn làm trước mắt cảm thấy có vẻ khủng khiếp. Nhưng mà kết cục chúng ta thấy đúng là Chúa khôn ngoan thật. Chúa tốt lành thật. Đúng là Chúa không xui dại mình. Nên vì vậy, đừng có trích dẫn mấy câu kinh thánh đó thông giải là thôi. Mình sống như chim. Bạn là người chứ không phải là chim nhé. Hãy biết dự trữ như là loài kiến. Và chúng ta biết rõ ràng loài kiến ở đây ấy, nó dự trữ cho tương lai. Có phải vì lo sợ không anh chị em? Anh em cứ để ý cái thời mà Covid đúng không? Khi người ta khiếp sợ, người ta chạy vào siêu thị vét hết giấy toilet đúng không? Người ta còn tranh giành nhau, giấm đạp lên nhau nữa. Nhưng tôi thấy bọn kiến ấy, nó thâu góp. Nó không hề tranh giành nhau, không hề giấm đạp nhau. Nó cực kỳ hài hòa, trật tự. Có nghĩa là nó thâu góp trong sự bình an, có đúng không anh chị em? Thì nếu nó hoảng hồn chắc nó dày đạp đến giờ chết bé mất rồi. Nên Chúa cũng muốn chúng ta dự trữ nhưng trong sự bình an, trong sự trông cậy vào Đức Chúa Trời, chứ không phải là hoảng hốt. Ôi sắp tới khủng hoảng rồi, sắp tới thế này thế kia rồi. Anh em như vậy là không ổn. Bây giờ chúng ta sẽ xem một câu chuyện mà chắc là tất cả anh em đều biết. Câu chuyện trong Sáng Thế Ký, câu chuyện về Joseph nha. Chúng ta đọc hai đoạn kinh thánh, đọc hơi dài một chút nhưng mà để chúng ta hiểu được cả câu chuyện đây. Sáng Thế Ký đoạn 41 này. Sáng Thế Ký đoạn 41 từ câu 14 đến câu 36 nha. Tôi xin đọc ạ. Pharaoh truyền gọi Joseph, người ta lập tức đưa chàng ra khỏi ngục, cạo mặt mày, thay áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Pharaoh nói với Joseph, chấm có một giấc mộng mà không ai có thể giải thích được. Chấm nghe nói rằng ngươi chỉ cần nghe kể lại giấc mộng là có thể giải nghĩa được. Joseph thưa với vua, đó chẳng phải hạ thần mà là Đức Chúa Trời đã đem lời giải đáp an lành cho bệ hạ. Pharaoh nói với Joseph, này trong giấc mộng chấm thấy mình đang đứng trên bờ sông. Từ dưới sông có 7 con bò đẹp đẽ béo tốt đi lên và gặm cỏ trong đám sậy. Rồi lại có 7 con bò khác xấu xí gầy guộc lên theo. Thật chấm chưa từng thấy trong cả xứ Ai Cập này có con bò nào xấu xí gầy guộc như vậy bao giờ. 7 con bò xấu xí gầy guộc đó ăn thịt 7 con bò béo tốt, nuốt chúng vào bụng mà trông như không nuốt, vì các con bò đó vẫn xấu xí gầy guộc như trước. Rồi chấm tỉnh dậy. Sau đó chấm lại thấy một giấc mộng khác, có 7 bông lúa chắc hạt tốt tươi mọc chung trên một cọng lúa, rồi lại có 7 bông lúa lép hạt khô héo và cháy nám vì gió đông mọc theo 7 bông lúa kia. Và 7 bông lúa lép đó nuốt chừng 7 bông lúa chắc hạt. Chấm đã kể chiêm bao này cho các thuật sĩ nhưng không ai có thể giải thích ý nghĩa cho chấm được. Joseph tâu với Pharaoh, hai giấc mộng của bệ hạ có cùng một ý nghĩa. Đức Chúa Trời đã báo cho bệ hạ biết trước những việc sẽ làm, Ngài sẽ làm. 7 con bò béo tốt đó là 7 năm, 7 bông lúa chắc hạt đó cũng là 7 năm. Hai giấc mộng đó chỉ là một. 7 con bò xấu xí gầy guộc đi lên sau 7 con bò kia, tức là 7 năm. Và 7 bông lúa lép bị éo úa vì gió đông cũng vậy, đó là 7 năm đói kém. Như điều hạ thần đã tâu với bệ hạ, Đức Chúa Trời đã cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Khắp Ai Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật, nhưng tiếp theo 7 năm đó sẽ là 7 năm đói kém. Cả Ai Cập sẽ quên đi tất cả sự sung túc đã có, và nạn đói sẽ làm cho cả xứ kiệt quệ. Vì nạn đói tiếp theo này quá nghiêm trọng nên trong xứ sẽ không còn ai biết đến thời kỳ sung túc là gì nữa. Giấc mộng bệ hạ được lặp lại 2 lần, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi và Ngài sẽ nhanh chóng thực hiện. Vậy bây giờ bệ hạ nên chọn một người thông minh sáng suốt và lập người ấy cai quản đất nước Ai Cập. Xin bệ hạ tiến hành bổ nhiệm các viên chức mình
trên khắp nước và thu 1/5 sản lượng của sứ trong 7 năm mùa màng sung túc. Xin bệ hạ truyền cho họ thu góp tất cả lương thực của những năm được mùa sắp đến và cho họ được quyền tồn trữ lúa mì trong các thành để làm lương thực. Họ có nhiệm vụ canh giữ các kho lương thực ấy. Số lương thực này là để dự trữ cho 7 năm đói kém sẽ đến trong xứ Ai Cập. Nhờ đó, xứ này không bị tiêu diệt vì nạn đói. Chúng ta đọc thêm đoạn Kinh Thánh nữa nha, sang Thi Ký đoạn 47 này. 47 câu 13 đến câu 26. Trong khắp xứ không còn thức ăn nữa vì nạn đói trở nên nghiêm trọng. Cả Ai Cập và Canaan đều bị kiệt quệ vì nạn đói. Joseph thu tất cả số tiền bạc trong xứ Ai Cập và Canaan, tức là tiền người ta mua lúa rồi đưa vào kho Pharaoh. Khi tiền bạc trong xứ Ai Cập và Canaan đã hết thì mọi người Ai Cập đều kéo đến với Joseph và yêu cầu xin cấp lương thực cho chúng tôi. Chẳng lẽ vì hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt ngài sao? Joseph đáp, nếu hết tiền bạc thì đem súc vật các ngươi đến, ta sẽ đổi lương thực lấy súc vật. Dân chúng dân súc vật đến cho Joseph, Joseph đổi lương thực lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò và lừa. Năm đó ông cung cấp lương thực cho họ và đổi lấy tất cả các bầy súc vật có. Hết năm đó qua năm sau, dân chúng lại đến với ông và nói, chúng tôi không giấu gì ngài, tiền bạc của chúng tôi đã hết sạch, bầy súc vật đã giao cho ngài. Bây giờ như ngài thấy đó, chúng tôi chẳng còn gì ngoài bản thân và đất ruộng. Chẳng lẽ chúng tôi phải chết và ruộng đất chúng tôi phải hoang vu trước mặt ngài sao? Xin ngài lấy lương thực mà mua chúng tôi và đất đai chúng tôi. Chúng tôi và đất đai chúng tôi sẽ làm nô lệ cho Pharaoh. Xin cho chúng tôi hạt giống để chúng tôi sống chứ không phải chết, để đất đai không bị bỏ hoang. Joseph mua tất cả đất ruộng đất trong Ai Cập về cho Pharaoh. Vì nạn đói thúc bách nên mọi người Ai Cập đem bán đồng ruộng mình, vậy đất đai đều thuộc về Pharaoh. Còn dân chúng thì ông biến họ thành nô lệ từ đầu này đến đầu kia của lãnh thổ Ai Cập. Tuy nhiên Joseph không mua đất ruộng của những thầy tế lễ vì các thầy tế lễ được phần trợ cấp nhất định của Pharaoh. Họ sống nhờ phần lương thực Pharaoh trợ cấp nên không phải bán đất của mình. Joseph đã nói với dân chúng, hôm nay ta đã mua các ngươi và đất đai của các ngươi cho Pharaoh. Đây là hạt giống để các ngươi gieo xuống đất đó. Đến mùa gặt các ngươi phải nộp cho Pharaoh 1/5, còn 4/4 kia là phần của các ngươi để làm giống và làm lương thực cho bản thân, cho người nhà và nuôi con cái. Dân chúng nói, ngài đã cứu mạng chúng tôi mong được vừa lòng ngài và sẽ làm nô lệ cho Pharaoh. Vậy Joseph lập thành một luật về đất đai tại Ai Cập cho đến nay vẫn còn giá trị, tức là phải nộp cho Pharaoh 1/5 hoa lợi mình có, chỉ có đất ruộng của các thầy tế là không thuộc về Pharaoh. Thì câu chuyện ở đây á, chúng ta biết là nhờ sự mách bảo siêu nhiên của Chúa đó, là nạn đói sẽ đến sau 7 năm được mùa. Và cũng nhờ cái sự khôn ngoan của loài kiến ấy, là ông biết cái điều đó và ông cũng cần khuyên Pharaoh phải làm gì đó. Trong mùa gặt đó, trong mùa sung túc đó, hãy dành lại 1/5 là 20% để tại các thành và canh giữ lấy nó, dự trữ cho những năm nạn đói kia. Và nhờ sự khôn ngoan đó, nhờ sự dẫn dắt của Chúa cũng là sự khôn ngoan của loài kiến, mà Joseph đã cứu được chính bản thân ông, gia đình ông, dân Ai Cập và thậm chí cả thế giới thời đó nha. Rồi Joseph cũng là người mà làm giàu cho Pharaoh và tất nhiên bản thân ông được giàu. Nên thực ra cái sự giàu có của Joseph ở đây là nhờ hai điều đó: sự mách bảo của Chúa và khả năng quản trị khôn ngoan như là loài kiến. Và không chỉ như vậy, Joseph trở nên người rất có uy tín, ảnh hưởng và cường thạnh. Và nhiều lúc tôi đặt câu hỏi ấy, là tại sao những người dân Ai Cập không học cái sự khôn ngoan này nhỉ? Rõ ràng cái lời giải mộng đó, Pharaoh, quần thần họ đều biết và họ thực hiện điều đó. Và các thành đều xây lúa, xây những kho để chứa hết. Người ta cứ mang lúa dầm dập vào kho như vậy. Nên chắc chắn là dân Ai Cập đều biết cái chuyện này. Đều biết là gì, bây giờ đang rất sung túc. Nhưng sau 7 năm này là nạn đói sẽ đến. Nên tôi xin nói là không hẳn là họ không tin đâu. Bởi Pharaoh tin thì chắc họ cũng tin. Nhưng mà đây giống như lời Chúa ở trên có trách cứ hỡi kẻ lười đó. Hỡi kẻ lười biếng. Nên rất nhiều những người dân bình thường là như vậy đấy. Tôi hôm nay được mùa cứ xả láng đấy, dư dật đầy khắp nơi, lo gì ngày mai. Và kết cục như vậy đấy. Và anh chị em đến lúc nạn đói đến, họ đã tiêu hết tiền bạc nữa. Và không chỉ tiền bạc nữa nha, mà tất cả vàng bạc trang sức bán hết.
mấy người phụ nữ chiếc kia vòng cổ này, vòng cổ kia bán hết, nhẫn cưới cũng lột ra hết. Bây giờ bán sạch còn làm gì đó. Đến lúc mà đói cái đó có bẻ ra bán được đâu, phải bán hết. Rồi đến lúc là phải đến xin đó, phải đi xin, xin cứu chúng tôi với, cứu trợ chúng tôi với. Chứ một người mà nếu mà thực sự họ có sự khôn ngoan kia thì họ không phải đến mức như thế này, không phải đi xin xỏ như vậy. Rồi sau đó còn bị điều khiển nữa. Rõ ràng Joseph bảo bây giờ mang tất cả súc vật gia súc đến đây, đất ruộng đến đây, mang hết đến đây, đúng không? Nên rõ ràng là bây giờ cũng giống như nhiều người đi nợ, là con nợ, là mình sẽ là nô lệ của chủ nợ đấy. Ngân hàng nó bảo là phải giết cái này, phải bán kia, kinh doanh thế này được, cái kia không được nhá. Là gần như là mình bị điều khiển hoàn toàn đó. Nên bị nô lệ đấy. Rồi thậm chí là gì? Như tôi đã nói đây là họ bán những điều quý giá nhất. Phương tiện sản xuất, gia súc là phương tiện sản xuất cũng bán, đúng không? Châu bỏ bán hết. Rồi thậm chí đến lúc là gì? Là ruộng, đúng không? Là cái nơi mà cái nguồn mà khiến họ sống, khiến họ tồn tại cũng phải bán. Và thậm chí đến lúc là gì? Bán cả thân làm nô lệ. Đúng là cảm ơn Chúa là Joseph là người tử tế nhé. Nếu Joseph mà không tử tế, giống như tư bản rừng rú chẳng hạn đó, thì tôi xong luôn đời dân này rồi. Mà nên cái sự khôn ngoan của Joseph đấy, đã cứu được những người dân dại dột, làm giàu cho Pharaoh, cứu được cả thế giới. Nên hỡi anh chị em, Joseph trở nên cường thạnh ấy, nhờ hai khía cạnh. Thứ nhất là sự mách bảo, siêu nhiên từ Chúa. Và cái thứ hai là sự quản trị khôn ngoan. Và tôi khẳng định điều này ấy, tất nhiên là sự mách bảo siêu nhiên của Chúa. Chút nữa tôi sẽ nói về điều này. Và không ai có thể nhận được điều này đâu. Nhưng mà tất cả chúng ta đều có thể học được từ tạo vật của Đức Chúa Trời. Học được sự khôn ngoan của loài kiến. Để khi những thời kỳ khó khăn, chúng ta có khả năng vượt qua được nha. Nên đúng là đời sống chúng ta sẽ có những kỳ khác nhau. Anh em đọc sách Truyền Đạm xem, có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười đúng không? Có mùa đông, có mùa hạ. Chắc chắn đời sống chúng ta sẽ không mãi mãi là mùa hạ đâu. Không bao giờ mãi mãi là mùa gặt đâu. Sẽ có mùa đông đến, sẽ có những thời kỳ khó khăn đến. Trong Ê-phê-sô còn nói là có những ngày ác nữa. Có những ngày mà thực sự khủng khiếp đến với chúng ta. Và chúng ta phải sẵn sàng cho những ngày này. Anh em đời sống một con người mình xem. Anh em nghĩ chắc chắn là đời sống chúng ta có những giai đoạn khủng hoảng chứ. Giai đoạn khó khăn chứ, giai đoạn cần tiền chứ đó. Rõ ràng khi lập gia đình có cần tiền không anh chị em? Sinh con cái có cần tiền không? Nhiều người sinh con cái lại mất việc nữa. Có những lúc bạn mất việc đó. Cần tiền đó. Thời Covid rồi rồi rất nhiều người mất việc mấy năm trời đấy. Rồi có lúc có thể bạn ốm đau. Bạn bảo tôi tin Chúa không có chuyện ốm đau. Ok cứ tin đi. Nhưng nếu cũng không bạn, có thể người thân bạn chứ. Bạn phải trách nhiệm chứ. Anh em lúc đó cũng rất tốn tiền. Rồi đôi khi bạn bây giờ là được có những người mà hỗ trợ giúp đỡ. Có thể người thân, có thể những đối tác làm ăn. Nhưng cũng có thể người thân bạn sẽ bị mất. Nên vì vậy trong đời sống chúng ta có nhiều điều sẽ xảy ra đấy. Và đúng là Chúa Giêsu nói là trên đất này, trong thế gian các con sẽ gặp hoạn nạn. Nó bao trùm nhiều nghĩa lắm. Nên không thể tránh được những cái chuyện như vậy. Và nếu chúng ta không chuẩn bị cho những ngày đó, anh em chúng ta sẽ sa vào cùng cực đấy. Anh em lúc đó chúng ta sẽ phải bán hết những gì chúng ta có. Thậm chí chúng ta phải bán thân luôn, làm nô lệ cho người khác. Nên vì vậy là có một cái khía cạnh người ta nói là người Do Thái dạy con quản lý tài chính từ nhỏ đó. Cái nguyên tắc 5 cái lọ đấy. Và một trong cái lọ đó là 10%. Nên phải học biết tiết kiệm nhé. Thu nhập bao nhiêu cứ trích ra 10%. Tôi nghĩ là đó là cái quản lý tài chính dễ dàng nhất. Mà nó rất hiệu quả đấy nhé. Tách ra 10%. Tôi xin nói hội thánh cũng cần phải như vậy nhé. Anh em tôi rất là ngạc nhiên có những hội thánh phương Tây. Bởi vì người ta quen tư bản sống bao nhiêu tiêu xài hết mà. Thậm chí tôi không nói không xa, có những hội thánh bên Nga mà rất thân thiết với chúng ta. Anh em thời kỳ khủng hoảng lại bắt đầu thải hồi một nửa số những người làm việc trong hội thánh. Và cuối cùng người ta cay đắng. Nhiều người bảo tôi gắn bó với hội thánh mấy chục năm và bây giờ thải hồi. Nhưng vì hội thánh hết tiền. Bởi sao? Trước kia là cứ bao nhiêu là tiêu bấy nhiêu thôi. Không có tiền gối đầu nên lúc khủng hoảng đến, khó khăn đến, không còn tiền để duy trì nữa. Nên vì vậy, đừng có ăn sạch hết nha. Hội thánh cũng đừng có ăn sạch. Anh chị em có thể nói là gì? Thực ra
chúng ta cần phải kỷ luật trong chuyện chi tiêu. Nói thật là cần phải kỷ luật. Anh em không kỷ luật bao nhiêu tiền là hết bấy nhiêu. Anh em cứ đi cửa hàng mà xem. Nếu không kỷ luật đấy, cái gì nó chẳng mời gọi chúng ta mua đúng không? Cái này hạ giá, cái kia hạ giá. Hạ giá sốc chỉ đến ngày hôm nay thôi. Vậy do mua một đống, cuối cùng về chả biết mua để làm gì nữa. Và ví tiền thì nó cạn đi. Nên thực sự chi tiêu phải biết quản lý, phải biết kỷ luật bản thân nhé. Hội thánh cũng phải biết kỷ luật. Chúng ta chi tiêu theo cái sứ mạng của chúng ta. Chứ đừng thấy cậy có tiền thích gì là chơi cái đó nhé. Anh em học biết kỷ luật. Nên một cái nguyên tắc trong chi tiêu á, đừng có chi vượt quá cái gì bạn thu nhập. Như tôi nói, thậm chí thu nhập phải bớt ra 10%. Còn có những người rất tiếc, làm được 10 đồng ăn luôn 11 đồng. Ăn 10 đồng đó quá rồi, còn ăn luôn là 11 đồng nữa. Thì một đồng kia phải đi vay. Nên vì vậy là bên phương Tây người ta nói là có cái cạm bẫy là có thẻ ghi nợ. À, Việt Nam bây giờ như vậy đó. Tiêu trước đã. Có thẻ cứ quẹt cái đó, thích cái gì quẹt đó. Và cuối cùng một đống nợ, vậy lại ẻ cổ đi trả nợ. Làm nô lệ cho chủ nợ nhé. Nên tôi nói thực sự là tôi không nghĩ là Chúa muốn chúng ta bị nợ nần nhé. Tôi không muốn nói về vay nợ kinh doanh đây nha. Nói chuyện khác nha. Nhưng mà ngay cả vay nợ kinh doanh cũng cẩn thận. Bởi tôi đọc về nhiều tập đoàn bị phá sản đấy. Người ta đều dựa vốn của ngân hàng hết đó. Nhưng mà những tập đoàn đó bị phá sản, đến lúc người ta siết về cái chuyện mà cho vay. Và những tập đoàn ngân hàng không còn giải ngân cho những tập đoàn đó nữa. Và cuối cùng bị phá sản. Nên ngay cả vay kinh doanh cũng là có sự cạm bẫy nhất định nhé. Ông nào cứ tưởng tượng tiền tươi thóc thật là mạnh nhất thôi. Nhưng đặc biệt cá nhân chúng ta, anh em đừng có vay để mà ăn. Kinh doanh thì chúng ta còn biện hộ là lấy vốn để làm ăn. Nhưng mà bạn phải vay trong ngưỡng cửa an toàn. Để về sau giả sử bị xiết nợ, bạn vẫn có thể duy trì được. Nhưng đặc biệt cá nhân đấy, đừng có vay để mà ăn. Bạn có thể nói ấy, là thu nhập tôi ít quá, tiết kiệm ra thì được bao nhiêu. Rất nhiều người bị biện hộ cái đó mà thu nhập này vẫn chưa đủ. Tiết kiệm để làm cái gì? Tôi xin nói, nếu bạn không bắt đầu từ chuyện nhỏ, đến lúc chuyện lớn bạn không tiết kiệm được đâu. Hãy trung tín từ những điều nhỏ. Anh chị em, Chúa cần bạn có 5 cái bánh và 2 con cá rất nhỏ thôi. Và từng đó làm sao nuôi được một người ăn không đủ nữa. Nhưng nếu bạn có cái 5 cái bánh và 2 con cá của bạn, Đức Chúa Trời có thể làm nhân lên nhé. Nên bạn hãy làm trung tín cho cái gì có thể làm đi. Đến lúc bạn cần, bạn đã làm cái phần của bạn rồi, việc còn lại là Đức Chúa Trời sẽ làm phép lạ để giúp cho bạn vượt qua thời kỳ khó khăn. Nên ngay cả các hội thánh ấy, khi mà có dự án mà xây nhà thờ, mua đất xây nhà thờ, nhà nguyện đó, bao giờ tôi nói là gì, bạn phải trích 1% nào đó cho hội thánh để cho cái việc này. Ít nhất 10% thu nhập đi. Bao đoạn 10% mỗi tháng thu nhập có được, cả hội thánh có được chục triệu, thì bao giờ mua được đất tiền tỷ này. Tôi xin nói, nếu bạn không làm điều đó sẽ không bao giờ có phép lạ đâu nha. Bạn hãy làm phần của bạn. Nó giống như hạt giống vậy, giống như 5 cái bánh và 2 con cá như vậy. Và đến lúc Chúa sẽ làm phép lạ. Nên hãy làm việc của mình cần làm. Nên hãy là kỷ luật trong chuyện mà chi tiêu nhé. Nên đúng là chúng ta cần phải học sự khôn ngoan của loài kiến. Nhưng tôi muốn nói thêm cái khía cạnh của Joseph ấy, là chúng ta là những người có Chúa, có Thánh Linh của Chúa đấy. Chúng ta cũng hãy tìm kiếm cả sự soi dẫn siêu nhiên của Chúa nữa. Rõ ràng nếu như Joseph mà Chúa không bày tỏ, nếu Pharaoh Chúa không bày tỏ điều này, Joseph không giải mộng điều này, ai làm sao biết được. Năm nay được mùa, vẫn nghĩ là biết đâu năm tới có thể là không được mùa như vậy. Nhưng năm tới lại được mùa, lại còn hơn năm trước nữa. Ồ, có thể năm tới chứ chắc là được như thế này đâu. Nhưng năm thứ ba lại được như vậy, còn được mùa hơn năm trước nữa. Và đến năm thứ bảy, người ta rất dễ nhầm tưởng là như vậy sẽ được mùa mái, có đúng anh chị em? Nếu chỉ được một lần nữa, thì người ta còn ngờ ngợ. Nhưng nó lặp lại 7 lần nữa, rất dễ chấp nhận cái đó là chân lý vĩnh viễn nha. Nên con người rất dễ bị lừa dối. Nên nếu không bởi sự mách bảo siêu nhiên của Chúa, ai biết được sau 7 năm được mùa lại là 7 năm đói kém. Mà nếu cho tự nhiên người ta nói là năm đầu tiên đói kém, ăn thua gì nó vẫn còn rơi rớt khối, đúng không? Làm sao chuyện như vậy? Nhưng mà Kinh Thánh lại nói 7 năm đói kém nó khủng khiếp đến mức 7 con bò xấu xí kia nó nuốt 7 con bò kia mà coi như không nuốt, coi như là không còn ai nhớ một chút gì đến sự sung túc nữa, nên nó khủng khiếp lắm.
Nên nhờ sự bày tỏ siêu nhiên như vậy, nên vì vậy Joseph mới không chỉ là thành vượng bình thường mà trở thành rất cường thạnh trên đất. Nên đời sống chúng ta cũng rất cần sự dẫn dắt của Chúa anh chị em ạ. Cũng giống như người đàn bà Sunem đó, cũng nhờ tin chi mách bảo là Đức Giê-va sẽ đưa nạn đói đến trong xứ đấy. Người ấy tạm lánh khỏi xứ này 7 năm đi. Anh chị em, nếu người phụ nữ đó nó không được sự mách bảo của Chúa, ở trong đất đó có thể gieo trồng mất hết đó. Nạn đói muộn, hạn hán mất mùa, bao nhiêu thóc giống đổ ra mất hết. Và bà đã lánh đi để không mất điều đó. Nên biết đâu có những người mà đầu tư như vậy, Chúa có thể mách bảo cho bạn là sắp tới cái này sẽ là hạn hán đấy. Nên tạm lánh đi, đừng làm cái điều đó nữa. Tôi nghĩ là nhiều con cái Chúa mà được sự dẫn dắt của Chúa thì chắc không mất tiền chứng khoán vừa rồi đó. Hoặc là mất điều này điều kia. Nên anh chị em khôn ngoan không lại bây giờ được đâu. Chúng ta cần phải Chúa. Chúng ta cần Chúa. Nên tôi tin là liên quan đối với hội thánh nha. Tôi rất tin Chúa luôn luôn muốn dẫn dắt hội thánh. Bởi hội thánh của Chúa mà. Anh em nói thật là cầu nguyện cho cá nhân mình, nó là chuyện một chuyện. Chúa cũng là đấng nhân từ. Nhưng tôi cứ nghĩ, tôi cứ thấy là khi mình cầu nguyện thật sự cho hội thánh, Chúa làm rất nhanh. Chúa bày tỏ rất dễ dàng. Bởi hội thánh là hội thánh của Chúa mà. Nên tôi rất tin là Chúa luôn luôn muốn dẫn dắt hội thánh của Chúa. Nên Chúa luôn luôn nói là Đức Thánh Linh phán. Ngài đắc phán. Và ai có tai nghe hay nghe là Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh đó. Nên Chúa Thánh Linh luôn luôn muốn phán. Nên đôi khi Chúa cũng muốn phán chúng ta, cảnh báo chúng ta về tương lai để chúng ta chuẩn bị. Tương lai có thể về tài chính, tương lai có thể về sự bắt bớ, tương lai có thể điều này điều kia. Không phải chúng ta phân tích nha, tôi cũng có thể dựa vào khả năng mình để phân tích là có thể sắp tới sẽ thế này thế kia, nhưng cái đó có thể đúng, có thể sai. 50-50 thôi. Nhưng mà nếu mà Chúa bày tỏ thì có thể những điều mà hoàn toàn nghĩ là không có chuyện như vậy, nhưng nó sẽ xảy ra như vậy đấy. Trong Công vụ Sứ Đồ có một cái câu chuyện này, Công vụ Sứ Đồ đoạn 11 câu 27 đến câu 29 này. Công vụ Sứ Đồ đoạn 11 câu 27 đến câu 29 này. Trong những ngày đó có mấy nhà tiên tri từ Jerusalem xuống Antioch. Một người trong số họ tên là Agabus đứng dậy bởi Thánh Linh báo trước rằng sẽ có nạn đói lớn xảy ra trên khắp đất. Nạn đói này xảy ra dưới triều Cơ Lốt. Các môn đồ quyết định mỗi người tùy khả năng gửi quà cứu trợ cho các anh em đang sống tại Giu-đê. Nên rõ ràng là Chúa mách bảo cho hội thánh biết là sẽ có nạn đói đến khắp đất, không chỉ tại Giu-đê nhé, mà cả tại nơi hội thánh đang ở đây. Và họ không nói là thôi Chúa phán như vậy thì Chúa làm đúng không? Có phải không anh chị em? Mà họ bắt đầu làm cái gì cần làm. Họ bắt đầu chuẩn bị đồ cứu trợ. Và tất nhiên là gì? Họ cũng sẽ chuẩn bị đồ cho họ nữa. Nên anh chị em, đó là sự khôn ngoan của loài kiến đối diện khi mà đáp ứng với cái sự mách bảo của Chúa. Nên Kinh Thánh mới nói trong A-mốt có nói, A-mốt đoạn 3 câu 7 có nói như này: cũng vậy Chúa Giê-va chẳng làm một việc gì mà không tỏ sự kín nhiệm Ngài cho các đầy tớ Ngài là các đấng tiên tri. Nên vì vậy Chúa sẽ bày tỏ cho hội thánh của Chúa qua các đầy tớ của Chúa, qua các tôi tớ của Chúa. Nên chúng ta hãy chú ý lắng nghe nhé. Tôi không nói là nói gì cũng tin, nhưng mà rõ ràng bạn hãy nên cởi mở cho điều đó. Bởi vì thực sự là Chúa phán với hội thánh của Chúa, không phải ai Chúa phán đâu. Tôi tin là Chúa phán qua các tôi tớ của Chúa, những người tiên tri, những người mà chịu trách nhiệm. Nên chúng ta chú tâm lắng nghe điều này. Nhưng đấy là liên quan đến hội thánh. Nhưng tôi tin là đời sống cá nhân của chúng ta đấy, chúng ta cũng có thể được sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Bởi vì Chúa Giê-su có hứa như thế này, trong Giăng đoạn 16 câu 13, ở đây có nói như thế này, là khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý. Vì Ngài không tự mình nói, nhưng nói những điều mình nghe và công bố cho các con những gì sẽ đến. Tôi rất tin một cái vai trò của Đức Thánh Linh, đó là công bố những gì sẽ đến. Tôi luôn luôn sống dựa vào cái câu đó. Nên tôi tin tôi sẽ không vào cái điều gì đó mà không biết sắp tới sẽ đi đâu. Bởi vì Đức Thánh Linh ở trong tôi, Ngài sẽ công bố những điều sẽ đến. Tôi tin vào một ân tứ của Thánh Linh, đó là lời khôn ngoan. Để chúng ta có sự khôn ngoan từ siêu nhiên từ Chúa để nhìn thấy chương trình kế hoạch của Chúa. Những gì sẽ đến. Nên nếu chúng ta mà gần gũi Chúa Thánh Linh, nếu chúng ta kết bạn với Chúa, chúng ta có thể nghe được sự mách bảo của Ngài.
Nhưng anh chị em, với điều kiện chúng ta phải có mối quan hệ với Ngài. Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời không giấu Abraham điều gì đó, bởi vì Abraham là bạn của Ngài. Anh chị em, Chúa chỉ bày tỏ cho bạn của Ngài thôi. Còn nếu không kết bạn với Chúa sẽ không nghe được đâu. Nên bởi sự kết bạn với Chúa đấy, cũng giống như Chúa Giêsu nói là gì, ta không gọi các ngươi là đầy tớ mà gọi là bạn hữu, vì ta bày tỏ những gì ta nghe từ Cha cho các con. Nên khi là bạn ấy, Chúa sẽ bày tỏ cái chương trình ý tưởng của Ngài. Nên dân Do Thái chỉ nhìn thấy việc làm của Chúa đó, thấy việc làm thì vui, thấy không có thì bắt đầu lẩm bẩm oán trách. Nhưng mà Môi-se nhìn thấy đường lối của Chúa, bởi Môi-se cũng là bạn của Đức Chúa Trời. Nên nếu chúng ta kết bạn với Chúa, chúng ta cũng có thể được cái sự cảnh báo về những mùa đông sắp tới, những mùa khó khăn để chúng ta chuẩn bị. Một đoạn Kinh Thánh cuối cùng ạ, và sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện. Sách Luca đoạn 21 từ câu 34 đến câu 36 này. Ở đây Chúa nói về thời kỳ cuối cùng, đúng là thời kỳ cuối cùng rất nhiều điều có thể xảy ra. Anh em nói thật là chúng ta không thể lường được thế giới sẽ như thế nào. Ngay cả chiến tranh bây giờ nó có bùng nổ thành đại chiến không, ai biết được chuyện đó, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và cái cuộc chiến này xảy ra, ai có ngờ nó xảy ra như vậy. Có đúng anh chị em, ai ngờ được. Rồi rất nhiều chuyện ngày nay xảy ra chúng ta không thể lường được. Luca đoạn 21 câu 34 đến câu 36 này. Vậy hãy thận trọng, e rằng vì sự ăn uống quá độ, say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các con mê mẩn chăng? Và ngày ấy đến thình lình như bấy sập trên các con, cũng như trên tất cả mọi người ở trên khắp mặt đất. Vậy phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Nên đây khẳng định là gì? Nếu con cái Chúa nha, mà chúng ta say sưa, có nghĩa là chúng ta mải vui chơi hưởng thụ cho xác thịt, hoặc ngược lại là chúng ta quá lo lắng đấy, chúng ta sẽ bị mê mẩn và chúng ta sẽ không nghe được từ Chúa đâu, không nhận được sự cảnh báo về những khó khăn sắp tới đâu. Nhưng ngược lại, nếu con cái Chúa chúng ta tỉnh thức cầu nguyện đấy, thì Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nghe được sự cảnh báo của Đức Chúa Trời. Anh chị em ạ, đôi khi cái sự cảnh báo của Đức Chúa Trời có thể là một cái gánh nặng nào đó chưa đặt trong tâm linh của bạn. Nên anh chị em, khi bạn có gánh nặng trong tâm linh nha, không phải theo tự nhiên nha, bạn phải cầu nguyện để làm sao cho điều đó, bạn phải hiểu nó là cái gì, để nó được cất khỏi lòng bạn. Nên Chúa có thể đặt cái gánh nặng trong tâm linh chúng ta. Thậm chí đôi lúc chúng ta cảm thấy có sự đe dọa nào đó trong lĩnh vực nào đó, nên bạn cần phải cầu nguyện. Hoặc có một cái ý tưởng nào đó nó tiêu cực về tương lai, nó không phải nỗi sợ từ ma quỷ nhé, mà thực sự cái gì đó cảnh báo trong tâm linh. Anh chị em ạ, chúng ta cần phải tỉnh thức, chúng ta phải cầu nguyện. Nhưng có những việc chúng ta cần phải chuẩn bị nữa. Bởi đúng là có những việc chúng ta không làm gì khác ngoài sự cầu nguyện đâu. Có những điều chúng ta không thể làm gì khác ngoài sự cầu nguyện. Nhưng có những điều giả sử như tôi đã nói đấy, loài kiến chẳng hạn, là bạn có thể làm cái gì đó để chuẩn bị cho tương lai, nó nhẹ nhàng hơn, nó bớt hơn, để khi mà điều đó xảy đến, bạn có thể vượt qua được. Nên hỡi anh chị em, như tôi đã nói, có những điều bạn cầu nguyện, nhưng có những điều không chỉ là cầu nguyện, mà bạn còn phải làm điều gì đó nha, để chuẩn bị tới điều đó. Và một điều mà chúng ta có thể làm, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ấy, đó là trong mùa hạ, mùa gặt, biết giữ chữ trong mùa đông. Amen anh chị em. Ok, giờ phút này chúng ta đứng dậy, chúng ta đến cầu nguyện nha. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho con cái Chúa chúng ta sự khôn ngoan. Bởi nói thật là chật vật về tài chính, làm cái gì nó bảo mòn rất kinh khủng. Nhưng trước hết mỗi chúng ta hãy cầu nguyện cho đời sống mình. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng con, cho chúng con nhìn thấy tương lai mà Ngài muốn con nhìn thấy, cho chúng con sự khôn ngoan của Ngài,